Xem tử vi tuổi Tân Dậu 1981 năm 2025 Ất Tỵ. Xem tử vi 2025 tuổi Tân Dậu 1981 để luận giải chi tiết vận hạn về công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình duyên gia đạo, sức khỏe tai ương trong năm Ất Tỵ, từ đó giúp đương số nắm bắt vận cát hung, gặp thời tốt thì tận dụng phát triển, gặp vận xấu thì hạn chế tiến hành việc quan trọng, đề phòng xui xẻo. Năm sinh 1981, tuổi Âm, 45, vận niên Mã bị đao. Tổng quan tử vi: người sinh năm 1981 thuộc tuổi Tân Dậu và cầm tinh con gà. Sự kết hợp giữa thiên can Tân và địa chi Dậu mang ý nghĩa long tàng chi kê, gà trong lồng. Người tuổi Tân Dậu theo ngũ hành thuộc mệnh mộc, thạch liệu mộc, gỗ cây liệu đá. Theo quan niệm về tương sinh, người tuổi Tân Dậu có mệnh mộc tương sinh với mệnh hỏa của năm Ất Tỵ 2025. Sự bình hòa giữa thiên can Tân và Ất cùng với địa chi Dậu và Tỵ là điều may mắn. Trong năm 2025, người tuổi Tân Dậu sẽ đón nhận nhiều cơ hội và thử thách hơn so với năm trước. Nếu biết khai thác và sử dụng tốt những cơ hội đó, sẽ đem lại nhiều thành công và thành tựu. Bản mệnh cần chuẩn bị kỹ lưỡng, luôn khiêm tốn và sẵn sàng học hỏi để đón nhận thời cơ. Vận trình tử vi của người tuổi Tân Dậu trong năm Ất Tỵ có thể được ví như một chuyến đi leo núi, vượt qua nhiều khó khăn và gập ghềnh, nhưng khi đạt được đỉnh núi, sẽ có được tầm nhìn rộng lớn và thu hoạch được nhiều thành quả. Điều này nhắc nhở mệnh chủ cần kiên trì, không kiêu ngạo khi gặp may mắn và không nản chí khi gặp khó khăn, vì phía trước luôn có những điều mới đang chờ đợi. Can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Tân gặp Ất bình hòa, ít bị chi phối bởi tác động ngoại cảnh, thành hay bại do chính bản thân quyết định. Xét về địa chi, Dậu gặp Tỵ lâm cục diện nhị hợp, nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ, vận trình hanh thông, công việc làm ăn gặp nhiều cát lợi, có cơ hội thăng tiến mạnh mẽ, tiền bạc không ngừng gia tăng. Gia đạo, tình duyên hay sức khỏe đều được cải thiện đáng kể. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên tương sinh, gia đạo thêm phần vui tươi, tình duyên thuận lợi, đón tin vui về con cái. Sức khỏe ổn định, hầu như không mắc tật bệnh nghiêm trọng, duy trì nếp sinh hoạt khoa học để khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. Xét về can chi, ngũ hành, năm 2025 hứa hẹn nhiều niềm vui, may mắn và thành công đối với tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Trong năm vận quý nhân vượng, công việc làm ăn được hỗ trợ ngày càng mở rộng, có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, tiền bạc theo đó cũng gia tăng không ngừng. Gia đạo hài hòa, thêm phần vui tươi rực rỡ khi có hỷ sự như cưới hỏi hoặc thêm con cái. Sức khỏe ổn định cả về thể chất và tinh thần. Sao hạn, sao chiếu mệnh, sao thái âm. Thái âm là cát tinh, phúc tinh, mang tới sự hài hòa, tốt lành về cả công danh và nhân duyên, tốt cho nữ hơn nam. Năm có sao này chiếu, Tân Dậu dễ công thành danh toại, gặt hái không ít thành công lớn trong đời. Ngoài ra, sao này còn mang tới lộc về kinh doanh, buôn bán, nhất là bất động sản. Để kích hoạt cát tính của sao thái âm bằng phong thủy, đồ phong thủy nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao thái âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc, vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng, không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Niên hạn, hạn Diêm Vương. Gặp hạn Diêm Vương cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo vướng vào kiện tụng pháp luật, cãi vã, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Trong năm có thể có tin tang tóc trong nhà. Năm có sao tốt chiếu mệnh, Tân Dậu sinh năm 1981 tiến hành công việc làm ăn thuận lợi, có cơ hội thăng tiến tốt, thậm chí có thể gặt hái thành công rực rỡ trong đời. Tiền bạc không ngừng gia tăng, kinh doanh, buôn bán may mắn, được lộc đất đai, chất lượng cuộc sống nâng thêm tầng cao mới. Có điều, thận trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh vướng tranh chấp, kiện tụng, giúp người làm ơn mắc oán. Đi lại cẩn trọng, đề phòng tai nạn bất ngờ. Trong gia tộc có điểm tang chiến năm này. Vận niên, theo tử vi tuổi Dậu 2025, tiến vào năm con rắn, tuổi Tân Dậu gặp vận niên mã bị đao, tức ngựa chiến bị thương. Hình ảnh này mang ý nghĩa về sự xông pha, làm bao công chuyện cho người này kẻ nọ để bản thân bị thua thiệt. Nhưng nếu ta thận trọng hơn, suy tính kỹ càng thì sẽ chẳng hề hấn gì, ngược lại còn được ghi nhận và đánh giá cao. Riêng về phương diện tình cảm, mọi thứ đi vào guồng ổn định, các cặp vợ chồng hỗ trợ tốt cho nhau, bản mệnh yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp. Nếu còn độc thân cũng dễ gặp được người ưng ý, nhưng có đi tới hôn nhân hay không khó xác định. Vận hạn năm, tam tai 2025, tuổi Tân Dậu không phạm tam tai, tốt. Kim Lâu 2025, tuổi Tân Dậu phạm Kim Lâu xúc, tức hại cho công việc làm ăn, không hợp xây dựng nhà cửa. Hoàng Ốc 2025, tuổi Tân Dậu không phạm Hoàng Ốc, không bị phạm kỵ khi xây dựng nhà cửa. Trong năm 2025, Tân Dậu không phải là tuổi đẹp để tiến hành việc lớn hay xây dựng nhà cửa, rất dễ gặp chuyện không may. Tổng kết. Sau khi phân tích các yếu tố tác động lên vận số năm 2025 phía trên, lịch ngày tốt tổng kết tử vi 2025 tuổi Tân Dậu như sau. Đây hứa hẹn là một năm thuận lợi, gặt hái thành tựu rực rỡ trong đời. Trong năm vận quý nhân vượng, công việc làm ăn được hỗ trợ ngày càng mở rộng, có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Hãy cố gắng hết sức mình trong mọi việc, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Như vậy thì công sức phấn đấu sẽ không uổng phí. Trên phương diện sự nghiệp, đừng ngại đổi mới bản thân và học hỏi thêm những kiến thức, kỹ năng mới. Có thể trong quá trình đó, bạn sẽ khám phá được thêm những điểm mạnh của mình, tìm ra hướng đi mới trong công việc. Tiền bạc không ngừng gia tăng, kinh doanh, buôn bán may mắn, được lộc đất đai, chất lượng cuộc sống nâng thêm tầng cao mới. Nếu bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao thì không thiếu các khoản thưởng nóng. Với người làm kinh tế, do đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên bạn kiếm được khoản tiền ngày một tăng tiến. Nếu có tiền trong tay, bạn có thể suy tính mở rộng thị trường hoặc đầu tư vào một vài lĩnh vực khác. Mối quan hệ vợ chồng thiên về bình ổn, bạn nên dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến người thân. Đừng dành hết thời gian hoặc tâm huyết cho sự nghiệp. Mỗi ngày, dù bận rộn đến mấy cũng đừng quên trò chuyện và giúp đỡ mọi người. Việc đó có tác dụng gắn kết tình cảm. Một số cặp đôi đón tin vui về con cái. Có điều, năm này tuổi Tân Dậu cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh vướng tranh chấp, kiện tụng, giúp người làm ơn mắc oán. Đi lại cẩn trọng, đề phòng tai nạn bất ngờ. Trong gia tộc có điểm tang chế. Vừa rồi, chúng tôi đã cung cấp cho quý vị những thông tin về tử vi năm 2025 Ất Tỵ cho bản mệnh tuổi Tân Dậu 1981. Mong rằng video trên đã mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Để biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa, quý vị hãy nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo về kênh. Nếu có thắc mắc về các vấn đề liên quan, quý vị vui lòng để lại bình luận phía dưới. Rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn bình an và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống.